Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Vì sao Việt Nam có chung vận mệnh với Trung Quốc là điều khó có thể đảo ngược. Vấn đề Biển Đông là lợi ích cốt lõi của Trung Quốc, nên Trung Quốc dứt khoát phải lôi kéo bằng được Việt Nam trở thành thành viên của cộng đồng chung vận mệnh với Trung Quốc. Bởi Việt Nam là quốc gia có đường biển dài ở Biển Đông và đóng vai trò cửa ngõ ra biển đối với Trung Quốc. Việc Thủ tướng Campuchia Hun Manet tới Việt Nam trước một ngày so với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là việc không bình thường. Ông Hun Manet thăm Việt Nam trong 2 ngày 11 và 12 tháng 12, còn ông Tập thăm Việt Nam từ 12 đến 13 tháng 12. Giới quan sát nhận định rằng khả năng cao sẽ có cuộc đàm phán tay ba giữa Tập Cận Bình, Hun Manet với giới chức lãnh đạo tại Hà Nội. Thủ tướng Campuchia Hun Manet gặp Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính tại Hà Nội vào ngày 11 tháng 12. Trước đó, truyền thông quốc tế vào ngày 8 tháng 12 đưa tin tàu chiến Trung Quốc có mặt tại căn cứ Hải quân Riem của Campuchia để huấn luyện kèm theo nhận định. Cho đến nay, không có tàu chiến nước nào được biết là đã được phép tiếp cận căn cứ Hải quân Riem. Ở khu vực Đông Nam Á hiện nay, Việt Nam vẫn chưa trở thành thành viên của Hội đồng Chung Vận Mệnh với Trung Quốc. Trong khi đó, các quốc gia như Myanmar, Thái Lan, Indonesia, Lào và Campuchia đã đồng thuận từ lâu. Được biết, từ năm 2019, Trung Quốc đã có những phát biểu và hành động tỏ rõ chủ trương Bắc Kinh muốn gắn kết mang tính định mệnh, coi hướng đi của các quốc gia Đông Nam Á và Trung Quốc gắn chặt với nhau. Mới đây, tại BBC cũng dẫn ý kiến của chuyên gia khẳng định rằng Trung Quốc đã muốn Việt Nam tham gia cộng đồng chung vận mệnh trong chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từ năm 2017. Cho nên, không phải là điều khó hiểu nếu trong chuyến thăm Hà Nội lần này, Chủ tịch Trung Quốc sẽ đặt lại vấn đề cộng đồng chung vận mệnh với lãnh đạo của Việt Nam trong bối cảnh quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc vẫn phát triển ổn định bất chấp các bất đồng trên Biển Đông. Với những căng thẳng ở trên Biển Đông, Việt Nam có trở thành mối đe dọa làm tan vỡ hy vọng của Bắc Kinh trong việc duy trì vị thế chiến lược để cạnh tranh với Hoa Kỳ trên trường quốc tế. Điều này đã buộc Trung Quốc phải hết sức quan tâm và giải quyết triệt để vấn đề cộng đồng chung vận mệnh với Việt Nam. Đó chính là lý do tại sao Việt Nam có gia nhập cộng đồng chung vận mệnh trong chuyến thăm lần này của Chủ tịch Tập Cận Bình hay không. Chính là vấn đề hết sức mấu chốt và quan trọng hàng đầu. Việt Nam buộc phải chấp nhận đưa khái niệm cộng đồng chung vận mệnh vào trong tuyên bố chung của Việt Nam và Trung Quốc sẽ được coi là sự thừa nhận chính thức của Hà Nội đối với nền tảng trật tự mới của Bắc Kinh đặt ra. Giới phân tích thì khẳng định chắc chắn cuối cùng thì Hà Nội cũng phải nhắm mắt đưa chân gia nhập cộng đồng chung vận mệnh với Trung Quốc cùng 5 quốc gia ASEAN khác. Ông Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh vào tháng 11 năm 2022. Như vậy là có thể thấy rằng Trung Quốc rất nỗ lực và đang quyết tâm phải lôi kéo bằng được Việt Nam, buộc Việt Nam phải trở lại vòng kiểm tỏa của Trung Quốc. Trong khi trước đó, Việt Nam có các biểu hiện nghiêng về phương Tây và Hoa Kỳ, đồng nghĩa với việc rời xa Bắc Kinh. Trung Nam Hải buộc phải để Tập Cận Bình xuất tướng để thể hiện sự thân thiết hơn trong mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc, nhưng theo kiểu chính sách ngoại giao nước lớn, cây gậy và củ cà rốt. Việc Thủ tướng Campuchia Hun Ren Manet tới thăm Việt Nam có một ngày trùng với lịch làm việc với Tập Cận Bình, đó là ngày 12 tháng 12, làm dấy lên những tin đồn đoán cho rằng rất có thể sẽ có một cuộc gặp tay ba trên đất nước Việt Nam bao gồm Việt Nam, Trung Quốc và Campuchia. Sự có mặt của Thủ tướng Hun Manet tại cuộc họp tay ba nếu có là thông điệp cứng rắn của ông Tập Cận Bình và ban lãnh đạo Bắc Kinh chính thức đưa ra với Hà Nội. Theo đó, nếu Việt Nam tiếp tục liên minh với phương Tây và Hoa Kỳ để bao vây Trung Quốc, thì Trung Quốc sẽ sử dụng con bài Campuchia, lập tức bao vây và thọc sườn Việt Nam. Hơn nữa, các động thái gần đây của Campuchia ngày càng khẳng định nhận định trên hoàn toàn có cơ sở. Ví dụ như việc Campuchia đang triển khai kế hoạch xây dựng kênh đào Phù Nam Thích Thô nối từ sông Mekong ra vịnh Thái Lan. Điều này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam, hủy hoại hoàn toàn môi trường sinh thái và nhiều hệ lụy khác ở đây. Ngoài ra, Campuchia còn cho phép Trung Quốc sử dụng quân cảng Riem, mà thực chất là một căn cứ quân sự của Trung Quốc đặt ở nước ngoài. Căn cứ này có thể uy hiếp trực tiếp khu vực Tây Nam của Việt Nam, từ đó tấn công sang
rất nhanh. Người dân Hà Nội biểu tình phản đối Tập Cận Bình sang thăm Việt Nam từ những năm 2017. Với Bắc Kinh, nếu Hà Nội có biểu hiện liên kết với nước khác nhằm thoát khỏi vòng kiểm tỏa của Trung Quốc, cũng như đi ngược lại những tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc, thì họ sẽ lập tức sử dụng vũ lực quân sự với Việt Nam ngay và luôn. Đó là nhận xét của một số người. Trong quá khứ, vào cuối năm 1978, Trung Quốc kích động Khmer Đỏ tấn công biên giới Tây Nam của Việt Nam. Sau đó, Đặng Tử Bình đã phát động tấn công trên toàn tuyến biên giới Bắc Việt Nam vào tháng 2 năm 1979, ngay sau khi Việt Nam ký kết hiệp định liên kết với Liên Xô để chống lại Trung Quốc. Do đó, khi thấy Việt Nam trở nên thân thiện hơn với phương Tây và Hoa Kỳ, thì Trung Quốc đã sử dụng con bài Campuchia để mà kiềm chế, cảnh báo, đồng thời nhắc Việt Nam chớ dại mà rời xa Trung Quốc. Đổi lại, khả năng cao là Trung Quốc sẽ đưa ra kế hoạch tài trợ cho Việt Nam vay vốn để xây dựng cơ sở hạ tầng trong khuôn khổ sáng kiến Vành đai và Con đường. Đây là kế sách nhẫn tiến hạ song điều, vừa là miếng mồi nhử, vừa buộc thêm cho Việt Nam một món nợ mới, tương tự như đường sắt Cát Linh Hà Đông, nhưng lần này là lớn hơn gấp trăm, gấp ngàn lần. Hơn nữa, Việt Nam và Trung Quốc có chung ý thức hệ cộng sản, cùng có mô hình chính trị và kinh tế, Việt Nam được coi là bản copy của Trung Quốc. Vì vậy, việc Bắc Kinh sẽ quyết tâm lôi kéo bằng được Hà Nội gia nhập cộng đồng chung vận mệnh với Trung Quốc là điều dễ hiểu và khó có thể đảo ngược được. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de ngày hôm nay với bản tin Vì sao Việt Nam có chung vận mệnh với Trung Quốc là điều khó có thể đảo ngược. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tô Lâm sai sót lớn, tạo chứng cứ bắt ông Lưu Bình Nhưỡng nhưng quên mất vai trò của đại biểu Quốc hội. Việc Công an tỉnh Thái Bình bắt giữ khẩn cấp cựu đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng, Phó trưởng ban dân nguyện của Quốc hội tối ngày 14 tháng 11 với tội danh cưỡng đoạt tài sản đến nay xem ra khó có thể thuyết phục được dư luận xã hội. Tờ báo Tuổi Trẻ vào ngày 7 tháng 12 đăng bản tin với tựa đề Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình thông tin về hành vi của ông Lưu Bình Nhưỡng. Theo tờ báo Tuổi Trẻ, liên quan đến việc khởi tố bắt giam ông Lưu Bình Nhưỡng, nguyên đại biểu Quốc hội khóa 14, Phó trưởng ban dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 15 và chiều ngày 7 tháng 12, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình, ông Lại Hợp Mạnh đã trao đổi thêm với các đại biểu tại kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Bình khóa 17. Bản tin của tờ báo Tuổi Trẻ đăng tải. Viện trưởng Viện Kiểm sát tỉnh Thái Bình Lại Hợp Mạnh thừa nhận suốt 24 ngày qua kể từ ngày 14 tháng 11 sau khi bắt khẩn cấp đối với ông Lưu Bình Nhưỡng, dư luận xã hội và cử tri cả nước rất quan tâm về vấn đề này. Ông Lại Hợp Mạnh nhắc lại căn cứ ban đầu để khởi tố và bắt tạm giam ông Lưu Bình Nhưỡng là dựa trên kết quả điều tra của vụ án Phạm Minh Cường, tức là Cường Quắt, là băng nhóm chuyên cưỡng đoạt một số doanh nghiệp được cấp phép khai thác mỏ cát ven biển trên địa bàn xã Thụy Dương, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Ông Lưu Bình Nhưỡng bị Công an Thái Bình cho là đồng phạm, giúp sức cho Phạm Minh Cường cưỡng đoạt tài sản theo khoản 4, Điều 170 Bộ Luật Hình Sự. Theo ông Lại Hợp Mạnh, công cuộc làm ăn của nhóm Phạm Mạnh Cường bị nhóm khác cản trở, nên Phạm Mạnh Cường nhờ ông Lưu Bình Nhưỡng giúp can thiệp vì có mối quan hệ từ trước. Cường được cho là nhận ông Nhưỡng là bố nuôi và ông Nhưỡng nhận Cường là cháu. Tuy nhiên, công luận thấy rằng Viện trưởng Viện Kiểm sát Thái Bình Lại Hợp Mạnh đã không nói rõ ông Lưu Bình Nhưỡng đã can thiệp tác động đến cơ quan cụ thể nào, tác động như thế nào và tạo điều kiện gì cho nhóm Phạm Mạnh Cường, và tác động này trợ giúp cho hoạt động thu mãi lộ của các doanh nghiệp ra sao. Ông Kim Văn Chính, cựu giảng viên của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, trong sa sút với tựa đề Vụ án Lưu Bình Nhưỡng đã đưa ra nhận xét rằng có vẻ Công an Thái Bình càng ngày càng bế tắc trong việc tìm bằng chứng kết tội ông Nhưỡng cho đúng luật pháp. Ban đầu, bằng chứng được cho là bộ cánh cửa nhà thờ họ ở quê của ông Nhưỡng được công an bảo vệ như bảo vệ một bằng chứng. Nhưng đến nay, Công an tỉnh Thái Bình vẫn không chứng minh được bộ cánh cửa đó là bằng chứng tội phạm ở chỗ nào.
Đó là lý do tỉnh Thái Bình đã đẩy Viện trưởng Viện Kiểm sát Lại Hợp Mạnh ra để mà chống chế, mà cũng chỉ công bố những nghi vấn mờ nhạt về tội đồng lõa cướp đoạt tài sản của ông Lưu Bình Nhưỡng. Với lý do Cương Quắt thường khoe là con nuôi ông Nhưỡng để làm chứng cứ kết tội đồng lõa cưỡng đoạt tài sản thì quả là quá non tay. Cựu đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng, Phó trưởng ban dân nguyện thường vụ Quốc hội. Dư luận thấy rằng việc cáo mượn oai hùng rất phổ biến trong giới làm ăn, ai mà không biết. Trong khi ông Lưu Bình Nhưỡng là nguyên đại biểu Quốc hội khóa 14, Phó trưởng ban dân nguyện thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa 15. Hay nói ngắn gọn, ông Nhưỡng là đại biểu của nhân dân, phải có trách nhiệm với người dân theo quy định. Giới chuyên gia cho rằng với tư cách là đại biểu Quốc hội, nếu nhận được phản ánh của người dân, ông Lưu Bình Nhưỡng gửi đơn kiến nghị và đề nghị cơ quan chức năng xem xét để xử lý hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật của các nhóm xã hội là việc thực hiện đúng trách nhiệm, là điều cần phải hoan nghênh, chứ không thể lấy lý do việc đó để kết tội ông Nhưỡng là đồng phạm giúp sức. Hơn nữa, trong tư cách là đại biểu Quốc hội, ông Lưu Bình Nhưỡng không có trách nhiệm, nghĩa vụ tìm hiểu việc cắm cọc giới hạn địa điểm làm ăn của Cường Quắt ra sao. Cụ thể thế nào, điều đó thuộc trách nhiệm của chính quyền địa phương phải làm rõ. Việc đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng nghe phản ánh của người dân, sau đó gửi đơn kiến nghị là điều bắt buộc phải làm trong tư cách là một người đại diện cho dân, chứ không phải là tư cách cá nhân hay cơ quan thực thi pháp luật. Ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đầy tai tiếng. Sau khi có đơn phản ánh của ông Nhưỡng, kết quả ra sao thuộc về thẩm quyền xác minh, kết luận của cơ quan bảo vệ pháp luật. Ông Lưu Bình Nhưỡng không phải là nơi ra quyết định. Thậm chí nếu ông Lưu Bình Nhưỡng nhận được thông tin các băng xã hội đen cản trở doanh nghiệp để thu tiền trái pháp luật, nhưng ông Nhưỡng không báo cho cơ quan chức năng xử lý, thì ông Nhưỡng có thể bị xử lý không thực hiện đúng và đủ trong vai trò một đại biểu Quốc hội. Đó là lý do ngay từ ban đầu, phản ứng của dư luận có chung nhận xét, vụ bắt bớ ông Lưu Bình Nhưỡng là một âm mưu chính trị, triệt hạ phe cánh trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong một xã hội độc tài toàn trị như Việt Nam hiện nay, việc cai trị hoàn toàn dựa vào ý chí của một vài cá nhân lãnh đạo Đảng Cộng sản. Ở đó, mọi cơ chế điều chỉnh và giám sát quyền lực nhà nước sẽ bị vô hiệu hóa, kể cả tiếng nói của các đại biểu Quốc hội, những người dám cất lên tiếng nói chỉ trích thực trạng chính trị và xã hội với mong muốn đất nước ngày thêm tốt đẹp. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .d với bản tin Tô Lâm sai sót lớn, tạo chứng cứ bắt ông Lưu Bình Nhưỡng nhưng quên vai trò đại biểu Quốc hội. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.